Rồi em chào tất cả anh em ơi. Hôm nay Phụng nó ra nó tiếp được anh em ơi. Hôm qua bé bệnh hết rồi hả Phụng? Rồi bữa nay sáng nay tranh thủ chạy ra tiếp rồi. Để có ông Phụng dân thường nha anh em. Rồi em chào tất cả anh em trên mọi miền Tổ quốc ha. Em với ông Phụng sáng giờ mới ra rửa một con máy Mitsubishi anh em, động cơ dầu ha. Mitsubishi động cơ dầu, trên máy thì em thấy nó có đóng là gì nè nghe anh em, nó có điều em cần hỏi anh em cái ha. M95 để anh em nhìn kỹ nè, là Mitsubishi 95 á, còn số series là 04397 nha anh em. Máy này thì còn tum, còn có bu li nè, còn mấy cái máy bữa trước thì em bán rồi nha anh em. Cái máy bữa trước là em với Phụng bữa đó lên là em bán rồi. Máy bữa trước là nó không có tum. Máy bữa trước là nó không có tum. Còn máy này thì nó có tum. Này Phụng nó mới chùi rửa ra, giờ em thằng Phụng nó chùi xong em giá bộ em lao lao cho có công tí xíu vậy đó không thôi thôi nó. Trời. Ba ngóc mít xu quá hả mà, vậy là bỏ sót ở dưới đây rồi, gửi đi rồi. Có vị khách có mua cái mít xu đó là ở Thanh Hóa lần anh em. Em bán cái mít xu đó về Thanh Hóa. Không biết bữa nay anh có nghe cái video này có em không biết nữa, nhưng mà cũng cảm ơn anh rất là nhiều ha. Chuyện anh đòi ba ngốc đó, nhưng mà bữa đó em có gửi ba ngốc khác rồi, thì để em quay ngoại hình đó cho anh em nhìn, anh em nhận xét ha. Thứ nhất là cái đèn này nó mất nè, cái Mitsu 95 này nè, Mitsu đèn này mất, chỉ còn cái đế với cái lồng bóng đèn thôi, còn mặt kính thì nó đã mất rồi nha anh em. Cái thùng dầu thì quá ok luôn, có cái lượt thì nó rách nha anh em, thùng dầu thì quá ngon mà có lượt thì rách, không có cái phèn. Cát này chưa châm hả? Hồi em nhờ em nhờ em châm cho chắc ăn đi, mình test cho bà con coi nó có lủng có xì không, sẵn mình báo đây. Cái máy này em nghe theo như lời con Phụng nói thì nó có cái rất nhiều điểm hay nha anh em, là cái dầu chả nó đưa về, nó đưa về dường như em thấy là về nắp cò nè. Bỏ một Phụng lần thừa gì nó có nói em có mấy điểm mà nó hay, nó thiết kế giống như Kubota vậy đó, là cái dầu dư nó không có đưa phun phí ra ngoài, mà nó đưa cái dầu dư này nó đưa về đâu Phụng, anh thấy cái ống dầu nó đưa về đâu Phụng? Đúng rồi, nó đưa về nắp cò anh em ơi, đưa về nắp cò. Bởi em nghĩ chắc cái mấy dòng máy này nó rất là nhạy, là dầu dư thay vì có một số dòng máy này ta đưa về bình dầu chính, còn giống như cái này nó đưa về cây sức bắp á, nó đưa về giống như là vừa mình bẻ cây sức bắp ra là nó vừa có dầu dư nó mồi vô đó luôn. Bởi em nghĩ mấy dòng máy này chắc nó thiết kế gì nó rất nhạy, nó khô. Còn dòng tua nó thì để em coi coi. Cái này em không còn nhìn thấy cái dòng tua nó để chỗ nào, để em coi. Trên đây tem thì chắc có lẽ là nó bị phai mờ theo thời gian anh em ơi. Tem nó nhìn không thấy. Sáng giờ quốc người ta. Ga này vừa xỉn không thừa. Ga này hai thằng quốc xỉn không? Vừa. Thằng nó vừa thằng nó. Hai ga là nhúc nhích không nổi. Nhúc nhích không nổi á cưng. Có gì đâu có giữ dần gì. À rồi để em quay chi tiết cho anh em coi nè, cái này cái nắp cò. Em cũng không biết giới thiệu gì hơn, nhưng mà nghe thừa nó nói là nó cái này nó khôn lắm, này dầu chả nè anh em nhìn thấy không? Một đường dầu chả nè, nó đưa về nắp chụp cò nè. Khi anh em bẻ cây xúc bắp ra là tự nhiên cái động dầu chả nó sẽ chuyển về đây, còn dầu dư nó sẽ đưa về cái bình dầu nha anh em. Cái máy này nó thiết kế chỗ này nó làm chữ T, cái đường này nó tẻ xuống một cái là nó vô cái nắp cò nó mồi nè, còn một cái nếu mà dư nữa thì nó chuyển về cái bình dầu lớn ha.
Cái này thiết kế cũng có cái em thấy nó có cái đặc biệt đó. Còn mấy cái chi tiết này thì em không biết nha. Cái này cách nước thì mới đổ nước vô. Em nhìn cái nắp Vlap này nè, nó mới cực kỳ luôn. Nhưng mà em cũng nói rõ là nó mới không bằng mấy bơm hỏng anh em. Chứ có một cái điều mà em muốn nói với anh em đây, sao thấy để là Mitsubishi 95 đóng trên lốc luôn nè. Mà sao ở trong đây thì nó để là 7 BS. Ha. Hay là Mitsubishi 95 nó 7 ngựa thì em cũng không biết, nhưng mà nó là Mitsubishi 95. Đó. Anh em nhìn cái góc nước sơn đó nè. Cực kỳ mới luôn á, cái bô nó cũng sáng. Bô sáng rất là dày, có cái thằng đưa này nè. Tăng đưa này thì nó mắc cái tăng đưa gió. Anh em nào có mua thì nữa em tặng cái tăng đưa gió này ha. Em lấy cái tăng đưa về, em đưa cho anh em về anh em gắn vô ha. Còn hiện tại thì trong máy nó không còn. Còn cái cò nhớt này anh em nhìn nó rất là mới luôn nè. Nó còn nó màu nước sơn zin luôn. Bu li cũng vậy. Cái này cũng để cái logo của Mitsubishi nè. Đó. Rồi anh nhờ Phụng test giùm cái Phụng ơi. Cái cây gần chim lên không để quay chúng nó gu tay rồi nha. Bị cái cây nó hơi thấp nhưng mà quay mất chim nha anh em. Mất chim vô không chim quay. Lột da. Mới lần. Lột da mới lần. Ây da, nó nhảy quá. Ngoại hình thì không bằng máy bơm hỏng nhưng mà máy chạy rất là tịch nha anh em, không ra một miếng khối luôn nè, quá dữ. Rồi em tắt đi Phụng. Máy chạy không ra miếng khối anh em ơi. Rồi để em báo giá chi tiết cho anh em luôn ha, những cái điểm để mà bớt cho anh em nè. Thứ nhất là tăng đôi gió này là thiếu từ trên 7 anh em. Cái này thì em sẽ tặng anh em ha. Cái bánh giớn người ta cũng còn ghi Mitsubishi 95 nè. Với cái thứ hai nữa là cái khoen này nó bị thiếu nè. Cái khoen này thì không có quan trọng không. Chủ yếu để dành mình móc mình cảo thôi. Khi mà mình cần mà có cảo á. Cái khoen này thì em không thấy. Có điểm này. Còn toàn bộ thì máy nghiêm chỉnh hoàn bình thường hết nha anh em. Máy rất nhảy nổ mà chạy không ra khối luôn á. Thì cái này nó thiếu cái bộ phận này chứ có khoen thì em cũng báo giá luôn. Cái này em tính anh em là 7.3 triệu anh em. Còn có mấy kia 7.5 triệu thì anh khách ở Thanh Hóa anh mua rồi ha, đã vận chuyển đi 2 ngày trước rồi. Còn này em tính anh em là 7.3 triệu. Còn tiền ship cái máy này thì em tính anh em là 450.000 nha. Máy này nó nặng, anh nghĩ máy này nó chắc cỡ khoảng 100 kg không Phụng. Vụng nó đó là chắc cỡ khoảng 100 kg có trên nha anh em, nhưng mà em bao cho anh em là 450.000, nếu mà có thiếu thì em bù. Rồi còn máy thì em xin báo lại với anh em ha, là thiếu này với này thì em tính anh em đó là 7.3 triệu tiền ship 450.000. Còn phương thức thanh toán bên cửa hàng bên em thì rất đơn giản nha anh em. Anh em cọc đúng cái tiền ship thôi, còn anh em nào mà muốn chuyển cho chẳng thì cứ chuyển 500.000 là em gửi máy đi, rồi về tới nơi anh em test hàng, nếu đúng như cái máy mà em quay thì anh em thanh toán ha. Nhưng mà chắc chắn với anh em là sao mấy sau thì em báo dĩ ha. Còn số series của cái này là 04397 anh em, 04397 là cái máy Mitsubishi này, là cũng là con cuối cùng bên Mitsubishi này nha anh em ơi. Còn anh em nào muốn cập nhật thêm thông tin về bên máy bên em á thì em nhờ anh em vào kênh Tiệm Sắt Đức Thắng đăng ký giùm em ha. Vô lòng nhập kênh Tiệm Sắt Đức Thắng đăng ký giùm em. Thì bên em sẽ cập nhật máy liên tục. Anh em cũng nhận được những cái thông báo liên tục luôn nha anh em. Có anh em nào ủng hộ được thì anh em ủng hộ là đi làm rất là vui được. Còn máy thì xem giống như giải trí. Rồi em cảm ơn anh em.
Cảm ơn hai ông thợ. Cảm ơn em. Chào em.